Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thị trường tiêu dùng số 185 của TV Pháp Luật. Bản tin hôm nay sẽ mang đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Đã dự phòng nhiều hơn 1 tỷ số điện so với cùng kỳ năm 2023. Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33, Việt Nam Expo 2024. Phê duyệt danh mục các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Gần 30 vụ vi phạm về phân bón được Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang xử lý trong quý 1/2024. Kính thưa quý vị, liên quan đến việc điều độ và đảm bảo cung ứng điện cho cao điểm mùa khô và cả năm 2024, mới đây, đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, mặc dù các hồ thủy điện khu vực miền Bắc và miền Nam bị suy giảm lưu lượng nước do hiện tượng El Nino, nhưng đến thời điểm hiện nay, Trung tâm đã để dành nước ở các hồ thủy điện, đặc biệt là các nhà máy thủy điện như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, với hơn 1 tỷ số điện so với năm 2023, đảm bảo việc cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia. Theo đó, tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm đã tăng trên 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với diễn biến thất thường của thời tiết, cần tính đến kịch bản mùa mưa năm nay có thể đến muộn vào khoảng giữa tháng 7, nhưng kéo dài hơn các năm trước. Đây là áp lực rất lớn để thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội trong cao điểm mùa khô hạn, nhưng vẫn phải đảm bảo tích nước phục vụ nông nghiệp và đời sống người dân, đồng thời đảm bảo các phương án phòng lũ vào cuối năm. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, ngành điện đã tập trung huy động rất lớn các nhà máy nhiệt điện, do đây là nguồn điện có thể chủ động được. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2023, điện than đã huy động được cao hơn 45%, tiếp đến là năng lượng tái tạo tăng hơn 14,1%. Đặc biệt, do đúng mùa gió tốt nên các nhà máy điện gió đã huy động cao hơn năm 2023 đến 25% và điện mặt trời cao hơn năm ngoái 19%. Bên cạnh đó, với việc dự phòng hơn năm 2023 đến 1 tỷ số điện, nước ta có thể đảm bảo nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, việc chính phủ có chỉ đạo từ sớm yêu cầu đưa đường dây 500 kV mạch 3 vào hoạt động trong tháng 6 năm 2024 sẽ bổ sung được nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia trong thời gian tới. Song song các giải pháp đang được ngành điện triển khai, thì ngành điện lực cũng đang tích cực vận động người dân và hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để bảo đảm vấn đề an ninh năng lượng quốc gia cũng như sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Mới đây, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33, Việt Nam Expo 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây được xem là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, với quy mô 550 gian hàng của hơn 480 doanh nghiệp thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ tập trung giới thiệu 5 nhóm ngành hàng chính, bao gồm khu gian hàng xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Việt Nam, khu gian hàng quốc tế, khu điện tử, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp số và thương mại điện tử, cuối cùng là khu công nghiệp thực phẩm. Tại Việt Nam Expo năm nay, nổi bật trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự là sự hiện diện của 4 gian hàng Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc. Với quy mô lớn, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và hợp tác phát triển ngoại thương bền vững. Ngoài khu gian hàng sản phẩm OCOP, khu trưng bày hàng Việt Nam xuất khẩu, Việt Nam Exports, còn có sự góp mặt của gần 50 doanh nghiệp đến từ 23 tỉnh, thành phố gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lai Châu, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Nha Trang, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thanh Hóa, Tiền Giang, Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm mũi nhọn gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương đến khắp cả nước nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà mới đây vừa ký ban hành quyết định 270 trên QĐ-TTG phê duyệt danh mục các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Trong đó có 12 dự án nguồn điện gồm nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, thủy điện Hòa Bình mở rộng, thủy điện Italy mở rộng, thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện Tích Năng Bác Ái, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1,
nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4, nhà máy nhiệt điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, nhà máy nhiệt điện LNG Long An 1, nhà máy nhiệt điện LNG Long An 2, nhà máy thủy điện Tích Năng Phước Hòa. Tiếp đó có 28 dự án lưới điện bao gồm 15 dự án tăng cường liên kết lưới điện Bắc Trung, tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn, 6 dự án lưới điện đồng bộ và giải tỏa công suất các dự án nguồn điện, 4 dự án lưới điện giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện phía Bắc và tăng cường mua điện từ Trung Quốc, và 3 dự án lưới điện phục vụ mua điện từ Lào. Bên cạnh đó là các chuỗi dự án khí điện như chuỗi dự án khí điện Lô B, chuỗi dự án khí điện Cá Voi Xanh, chuỗi dự án khí điện LNG Sơn Mỹ, các dự án kho LNG và nhà máy điện sử dụng LNG làm nhiên liệu, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Hải Lăng giai đoạn 1, Cà Ná, Bạc Liêu. Cuối cùng là 2 dự án lọc hóa dầu, bao gồm dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất và dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Long Sơn. Kính thưa quý vị, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang nhận định công tác kiểm tra góp phần ổn định thị trường phân bón là một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý Thị trường. Trong quý 1/2024, đơn vị đã kiểm tra và xử lý 28 vụ vi phạm trong lĩnh vực phân bón, thu nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng. Theo đó, tính từ đầu năm 2024, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đội tập trung kiểm tra về chất lượng, các điều kiện kinh doanh, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với mặt hàng này theo các kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Kết quả trong quý 1/2024, Cục đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 41 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón. Trong đó phát hiện vi phạm 32 vụ, đã xử lý 28 vụ, thu phạt gần 700 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 600 triệu đồng. Hiện còn 4 vụ đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và đang chờ kết quả thử nghiệm 11/50 mẫu. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang cho biết, các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng, hàng không đảm bảo chất lượng, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, không niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin thị trường tiêu dùng ngày hôm nay. Thu Thủy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Oh,